đừng ảo giác bởi sự hậu thuẫn, tung hô của đối tượng giáp tâm chống phá đất nước. Các bạn thân mến, trong dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, một số đối tượng trong nước được sự hậu thuẫn, trợ giúp từ tổ chức phản động bên ngoài đã gia tăng các hoạt động chống phá bằng kịch bản không có gì mới. Như thường lệ, sau khi cơ quan điều tra các quyết định tố tụng đối với những đối tượng có hành vi chống phá nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, thì những người đồng hành bên ngoài như tổ chức theo dõi nhân quyền, tổ chức phóng viên không biên giới, tổ chức Voice Trịnh Hội lại ra giả điệp khúc vu cáo chính quyền, trấn áp nhân quyền. Các trang mạng thù địch cũng nhân dịp này đẩy mạnh hàng loạt bài viết mặc sức tung hô, cổ suý đối tượng bị bắt giữ, kêu gọi trả tự do và xuyên tạc hoạt động theo pháp luật của cơ quan công an. Thực tế, trong dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, một số đối tượng trong nước được sự hậu thuẫn, trợ giúp từ tổ chức phản động bên ngoài đã gia tăng các hoạt động chống phá, kịch bản không có gì khác. Các đối tượng núp dưới chiêu bài đấu tranh đòi tự do, dân chủ, đòi trả tự do cho các đối tượng bị bắt, khoác áo yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo để kích động biểu tình, tuần hành gây rối, núp dưới vỏ bọc hội dân oan, kích động khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Cùng nhóm đối tượng là một số trí thức được sự hậu thuẫn của lực lượng lao động tự do cũng kèn trống rong theo. Ngày 23 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét với 4 đối tượng. Các đối tượng này bị khởi tố, bắt giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, ngày 23 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối tượng với 2 đối tượng về tội danh trên gồm Trịnh Bá Phương, sinh năm 1985, quê quán Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, làm nghề tự do. Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1972, quê quán Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, là lao động tự do. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng về tội danh trên là Cấn Thị Thêu, sinh năm 1962, quê quán Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội, thường trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, hiện là lao động tự do. Trịnh Bá Tư, sinh năm 1989, quê quán Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội, chợ ở tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, nghề nghiệp lao động tự do. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra xác định 4 bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quá trình tống đạt các quyết định, thi hành lệnh bắt, khám xét với các đối tượng trên đảm bảo đúng quy định của luật tố tụng hình sự. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét của cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Đáng chú ý, trong số 4 đối tượng trên thì Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là con của Cấn Thị Thêu. Các trang mạng bên ngoài ngay lập tức đồng ca với kịch bản quen thuộc, vu cáo chính quyền, cơ quan tiến hành tố tụng, trấn áp nhà hoạt động dân chủ, bắt bớ bịt miệng, bắt dân oan. Trang BBC đưa bài, gia đình nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị bắt. Cha của Trịnh Bá Phương kể về việc con trai và vợ bị bắt. VOA thì đánh cháo, bắt đối kháng, bao nhiêu thì đủ. Trang tin của tổ chức khủng bố Việt Tân xuyên tạc rằng những người bị bắt đều là những dân oan đấu tranh cho quyền sở hữu đất đai chính đáng cho bản thân họ và cộng đồng dân cư mà họ sinh sống, đã bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt từ nhiều năm qua. Bài viết đánh cháo, hành vi phạm pháp của các đối tượng rồi tâng bốc như những người hùng. 3 trong số những người bị bắt là bà Cấn Thị Thêu và 2 người con trai rất nổi tiếng trong giới đấu tranh dân chủ, chống cầm quyền và tham gia nhiều hoạt động xã hội dân sự,
là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Ba mẹ con nhà Cấn Thị Thêu trở thành biểu tượng đấu tranh cho cộng đồng dân oan Dương Nội nói riêng và phong trào đòi dân chủ và chống độc tài, cường quyền ở Việt Nam nói chung trong nhiều năm qua. Những người còn lại là bà Nguyễn Thị Tâm, cũng là một dân oan Dương Nội, ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng và bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy ở Khánh Hòa. Từ đó, bài viết này xuyên tạc. Như vậy là chỉ sau đúng một tháng kể từ khi công an bắt giữ hàng loạt các trí thức và thậm chí là những cựu cán binh đều tuổi cao sức yếu như ông Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạnh, thì giờ là đến các dân oan trên khắp mọi miền đất nước. Qua những bài viết trên các trang mạng thù địch phản động cho thấy, kịch bản cũ được lặp lại vẫn là chiêu thức đánh cháo bản chất, mặc nhiên coi những đối tượng phạm pháp trong các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia thành nhà hoạt động cải cách, dân chủ, đấu tranh vì dân oan. Chính những đối tượng như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm trong quá trình hoạt động chống phá cũng thường được hậu thuẫn từ bên ngoài. Các trang mạng thù địch tung hô biến họ thành những con rối, ngông cuồng, thách thức luật pháp như trường hợp Cấn Thị Thêu. Đây là lần thứ 3 bị bắt giữ để tố tụng, điều tra, xét xử. Cấn Thị Thêu mang 2 tiền án cùng hành vi kích động tuyên truyền chống phá nhà nước. Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Cấn Thị Thêu bị bắt tạm giam và xử 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 27 tháng 7 năm 2015, sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, Thêu không ra trình báo chính quyền theo quy định của pháp luật, tiếp tục cầm đầu, kích động tập trung gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn thành phố và đã 4 lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 27 tháng 2 năm 2016, Cấn Thị Thêu kích động khoảng 200 người dân chuyên khiếu kiện ở phường Dương Nội và số công dân khiếu kiện các địa phương đang lưu trú ở Hà Nội tập trung tại trụ sở Ban Tiếp Công dân Trung ương ở quận Hà Đông, căng băng rôn, khẩu hiệu La Ó gây mất trật tự công cộng. Trước những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Cấn Thị Thêu, ngày 10 tháng 6 năm 2016, Công an quận Đống Đa đã thi hành lệnh bắt giam để điều tra. Việc vi phạm pháp luật của Cấn Thị Thêu mang tính hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, mặc dù đã răn đe, xử lý nhiều lần, nhưng Thêu không thành khẩn, hối cải, tiếp tục thách thức chính quyền và dư luận xã hội bằng những hành vi vi phạm pháp luật. Cũng theo tài liệu của cơ quan công an, từ năm 2008, Cấn Thị Thêu cầm đầu số công dân khiếu kiện ở phường Dương Nội, nhiều lần kéo đến trụ sở các cơ quan trung ương ở Hà Nội để đưa đơn khiếu kiện, gây rối, trật tự công cộng. Mặc dù nội dung khiếu kiện của Cấn Thị Thêu và một số công dân phường Dương Nội đã hết thẩm quyền được giải quyết, được Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời kết luận về việc chấm dứt giải quyết kiến nghị, khiếu nại, nhưng đối tượng vẫn kích động, thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 10 tháng 2 năm 2018, Cấn Thị Thêu ra trại sau 20 tháng chấp hành án phạt tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi ra tù, Thêu không ăn năn hối cải mà tuyên bố tiếp tục đấu tranh giành lại đất đai đã bị cướp. Trả lời báo đài thù địch bên ngoài, Cấn Thị Thêu tiếp tục xuyên tạc rằng: "Hôm nay tôi đã thoát khỏi ngục tù cộng sản, ra khỏi nhà tù nhỏ trở về nhà tù lớn, nơi có hàng triệu bà con dân oan đang ngày đêm phải dân xiết dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam." Người dân Dương Nội không xa lạ gì cái tên Cấn Thị Thêu. Thực chất, việc khiếu kiện đất đai chỉ là cái cớ mà Thêu bám vào. Từ đó, năm này qua năm khác, tung hô khẩu hiệu đòi đất đai, đấu tranh cho dân oan, hòng gây tiếng vang để được các tổ chức thù địch phản động bên ngoài hậu thuẫn. Khi được một số trang mạng tâng bốc, Thêu càng tưởng thế là oai, thế là được làm càn. Không những vậy, Thêu còn lôi kéo 2 con trai của mình vào vòng tội lỗi. Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư cũng được tung hô là thủ lĩnh của cái gọi là phong trào dân oan Dương Nội. Cả hai cùng với mẹ của mình tổ chức nhiều cuộc biểu tình ở Dương Nội, cũng như các cơ quan, bộ, ngành ở Hà Nội với chiêu bài đòi đất, dân oan như trên. Rõ ràng, quốc gia nào cũng phải đảm bảo mọi hoạt động diễn ra theo khuôn khổ luật pháp, không ở đâu dung túng những kẻ mượn danh nghĩa dân chủ, nhân quyền để phá hoại đất nước, xâm hại sự ổn định chính trị, xã hội. Những đối tượng nói trên hay những ai đang có ý định hành động như vậy, hãy biết điểm dừng, đừng bị ảo giác bởi sự hậu thuẫn hay trò tung hô, trở thành con rối trong tay kẻ chống phá đất nước, làm điều phản nước, hại dân.